Xin chào các bạn, lại là Vì Sao Đây. Các bạn đã bao giờ may mắn chưa? Nếu chưa thì có lẽ các bạn sẽ cảm thấy ngưỡng mộ với những người may mắn có 102 trên thế giới ngay sau đây. Vì đó là những tình huống nguy hiểm nhưng cuối cùng họ đã may mắn thoát khỏi tử thần. Để không phải chờ thêm nữa, mời các bạn cùng kênh Vì Sao khám phá 30 người may mắn sống sót sau những tình huống không thể hiểu nổi giữa thần chết ngủ quên. Người đàn ông sau khi vừa bước ra khỏi nhà kho thì bất chợt một lượng nước khổng lồ ập tới, xém chút nữa cuốn người đàn ông theo. Điều này chỉ có thể nói là thần chết đã tha cho ông ấy một mạng. Ngay khi người này vừa vào nhà thì một cây to đổ ập xuống, đủ để thấy anh ấy may mắn đến cỡ nào. Tupolev TU-160 strategic nuclear capable bombers. Người ta thường nói sinh nghề tử nghiệp, thật quá đúng với tình huống nguy hiểm này. Nếu cô ấy không may mắn thì khả năng bị máy bay hút vào là điều khó tránh khỏi. Chuyển cảnh sang một nữ MC khác trong lúc đang dẫn chương trình giữa đường cao tốc nhiều xe qua lại. Nếu cô không phản ứng nhanh thì có lẽ thần chết đã hoàn thành nhiệm vụ. Ở tình huống này, tôi chỉ có thể nói rằng người đi xe máy quả là liều lĩnh khi thích trêu đùa với tử thần như vậy. Còn anh xe điện này cũng xém chút nữa bị xe container cán, rất may anh đã nhanh trí bỏ lại xe nên mới thoát được kiếp nạn này. Người đàn ông đi bộ này đã rất may mắn khi xém chút nữa là bị bánh xe này cán qua người. Tài xế đang lái xe rất nhanh và cái kết suýt mất mạng, các bạn không nên học theo nhé. Leo núi gặp phải cảnh này mà vẫn sống sót thì chỉ có thể nói là thần may mắn đang mỉm cười với bạn. Người đàn ông vừa định bước vào nhà thì một mảng tuyết đổ ập xuống, chỉ có thể nói rằng anh ấy thật may mắn. Xém chút nữa là anh chàng mai mặt xuống đường rồi. Chuyển cảnh khác, tay đua mô tô lao rất nhanh, chỉ cần lệch một chút thôi là gặp tử thần luôn. Nhiều khi bạn đi ra đường rất cẩn thận nhưng tử thần vẫn luôn rình rập đâu đó. Giống như tình huống rợn người này, không hiểu vì sao chiếc máy bay lại bay sát vào đất như vậy. Và chiếc xe tải đang lái với tốc độ ban thờ thì bất chợt đánh lái phanh gấp, suýt nữa là lật cả xe. Xe đang lái trên một đoạn đường tối mù mịt thì bất ngờ gặp phải cảnh này. Thật may là tài xế đã làm chủ được vô lăng của mình. Đang mải mê nhìn vụ tai nạn trên hiện trường thì ngay lập tức một chiếc xe tải lao ngược chiều với tốc độ ban thờ, xém chút nữa là mất mạng. Các bạn nên tập trung trong lúc lái xe để tránh điều đáng tiếc xảy ra nhé. Chiếc xe container này đã rất may mắn khi không bị lật trong tình huống kỳ lạ này. Khi xe đang di chuyển thì một cành cây tự nhiên gãy đâm thẳng xuống trước mũi xe, chỉ cách một đoạn rất ngắn. Nếu thợ ảnh không phản ứng nhanh thì có lẽ đã gặp tử thần rồi các bạn ạ. Michi!
May mà thần chết đang ngủ quên ở đâu đó nên cái lan can mới cứu cậu bé một mạng. Ich hab das einfach mal aufgenommen. Mấy bạn trẻ nước ngoài rất hay thích kiểu nhào lộn như này và quả thật là người phụ nữ phía sau đã rất may mắn thoát khỏi cú va chạm một cách lạ lùng. Bơm lốp xe là một công việc tưởng dễ nhưng nó lại không hề dễ. Chỉ cần lơ là chút thôi là gặp tử thần như chơi. Trong lúc đang xem xét hàng chất đầy đủ trên xe chưa thì bất chợt chiếc xe liền lật ngửa. Rất may người đàn ông đã phản ứng kịp đủ để thấy anh ấy may mắn cỡ nào. Cô gái đang loay hoay chốt cổng và không hề hay biết thần chết đang rình rập ở đó. May mắn thay cô ấy vẫn thoát nạn. Trong đợt tập huấn nhảy dù của quân đội Mỹ, một người lính không bung dù ra được khiến đồng đội ở bên dưới sợ xanh mặt. Cứ tưởng anh ấy sẽ tiêu tùng nhưng thật may anh ấy đã mở dù thành công chỉ cách mặt đất có vài mét. Bài học là không nên mất cảnh giác với cá sấu kẻo mất mạng lúc nào không biết. Trong lễ tốt nghiệp, một cô gái được vinh dự nên rung chuông. Ngay khi vừa rung được 3 lần thì chiếc chuông liền rơi xuống. May mắn là cô ấy không bị sao, chứ nếu rơi vào đầu thì khả năng gặp tử thần luôn các bạn ạ. Nhưng nhịn luôn là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu thần chết không ngủ quên thì khả năng sẽ xảy ra vụ va chạm kinh hoàng. Trong lúc kéo khối sắt cực nặng, bất chợt trụ đỡ bên dưới rơi ra, xém chút nữa đã đè nát chân người công nhân. Rất may là anh ấy đã né kịp thời. Người lính đang ngồi sau đuôi máy bay thì bất chợt xảy ra rung lắc. Cứ tưởng anh ấy ngã xuống đất rồi, nhưng thật may anh ấy đã trở về chỗ nhanh đến kỳ lạ. Đang chuẩn bị cất cánh thì gặp phải cảnh tượng hết hồn. Người đàn ông đang buôn chuyện điện thoại thì một cuộn dây thép rơi xuống mà anh ấy vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Ngay sau đó một người vừa chạy qua cũng bị rơi vào người. May thay đầu anh ấy đã luồn qua lên thoát được một mạng. Trong lúc leo lên núi thì bất chợt tuyết lở và kéo theo anh ấy xuống khe núi. Rất may anh ấy đã bám được vào một góc an toàn giữ được mạng sống. Bài học là không bao giờ chơi trò này ngoài vỉa hè, kẻo mang vạ cho mình lẫn người khác, phải không các bạn? Trong lúc đu xà rất hăng, bay lượn rất cao thì bất chợt thanh xà bung ra và thật kỳ lạ là anh ấy không hề hấn gì cả. Nếu không có anh bạn này kéo vào thì có lẽ anh béo đã bị đoàn xe đua này cán nát rồi. Chỉ cần lơ là một giây thôi là anh ấy có thể đâm vào đuôi xe tải này. Bạn có để ý thấy cánh cửa của chiếc xe tải này đang chưa được đóng. Và thật may là tài xế đã né được. Isn't it that guy from the parking lot driving this truck?
không hiểu vì sao con ngựa nhất quyết nằm tại đường ray khi tàu hỏa đang tới gần. Hơn rời là tàu đã dừng lại kịp thời cứu được một mạng cho ngựa. Let's stop for a second, just to give this train driver a round of applause. Đang làm việc thì khung thép này bất ngờ đổ sập xuống. Rất may những người công nhân đã chạy kịp. Trong lúc phá dỡ tòa nhà, người thợ đã không hề lường trước được tình huống nguy hiểm này và chiếc ô tô màu đen này thực sự là rất may mắn. Đôi nam nữ đang đứng nói chuyện thì cửa kính bất ngờ rơi xuống bắn về phía người đàn ông. Rất may thần chết mới chỉ đang trêu đùa họ mà thôi. Cô gái đã thực sự thoát được lưỡi hái tử thần khi đầu cô chỉ cách thành bể có 1cm sau cú nhảy hú vía. Xem chút nữa là anh ấy đã rơi xuống hố sâu không thấy đáy rồi, quả là may mắn. Đang đi xe đạp thì một cành cây rơi xuống trước mặt khiến anh ấy quyết định quay xe luôn. Nếu không phải là người may mắn chắc có lẽ kết cục sẽ rất khác. Tình huống may mắn nào trong video này khiến bạn khó tin nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.